Today's enlightening entertainment will be presented in overseas or Vietnamese with subtitles in Arabic, Chinese, English, French, German, Hungarian, Indonesian, Japanese, Korean, Malay, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, and Thai. Âu Lạc Việt Nam là một quốc gia có nền văn hóa cổ truyền. Âm nhạc của Âu Lạc rất phong phú. Từ thời xa xưa đã có biết bao nhạc cụ rót vào hồn dân tộc, những âm thanh đa dạng như nhạc trống đồng, nhạc gồng, nhạc đàn đá, đàn võng, đàn tre dây nứa, chiêng khèn. Vào năm 2003, nhã nhạc, một loại nhạc cung đình Huế đã được Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc UNESCO công nhận là một kiệt tác di sản văn hóa phi vật thể của thế giới. Âm nhạc Âu Lạc thể hiện nét đặc biệt của từng địa phương, như miền Bắc có dân ca quan họ, miền Trung có ca Huế, miền Nam có cải lương. Ngoài ra còn rất nhiều thể loại khác qua các điệu hò, các điệu lý, ca trù, hát bội, hát chèo, hồ quảng, vân vân. Thật vậy, âm nhạc tiềm tàng trong tâm hồn mọi người dân trên đất nước xinh đẹp này và luôn lưu truyền cho đến ngày nay. Miền Bắc Âu Lạc có một nghệ thuật dân ca là hát sầm, phổ biến ở miền Đồng Bằng và Trung Du Bắc Bộ. Đây là một thể loại hát dong thuở xưa. Trong một buổi họp mặt cùng nhóm nhỏ hội viên chúng tôi vài năm trước đây, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã ngẫu hứng sáng tác và hát theo thể điệu hát sầm những vần thơ do Ngài viết lúc ngoài 20 tuổi tại Đức Quốc, nguyên tác tiếng Anh do chính Ngài phiên dịch sang tiếng Âu Lạc Việt Nam. Kính mời quý vị thưởng thức sau đây trích đoạn bài hát sầm Đời Trăm Tuổi do Thanh Hải Vô Thượng Sư sáng tác và trình bày. Đêm này ta thật quảng điên, những đời mà ai chẳng mê quên dài cuồng. Để ra cơm áo mấy trận tuồng, sống thua rồi xác lộ giữa muôn nẻo đời. Dẫu còn một chút tình vơi, cũng không mà đổi được trận cười cho ai. Ta về chuộc dáng ngày hôm nay, người rằng luận một ý bàn hai, rồi ra đi cùng nắm mà có phải bên đường. Trong chương trình Văn nghệ Thiên Cung, truyền hình Vô Thượng Sư xin hân hạnh lần lượt giới thiệu các bộ môn nghệ thuật từ Âu Lạc cũng như các quốc gia khác trên thế giới, hầu chia sẻ văn hóa cổ truyền của từng dân tộc trên địa cầu của chúng ta. Chèo là một nghệ thuật sân khấu dân gian phát sinh từ vùng Trung Châu và đồng bằng miền Bắc Âu Lạc. Có nhiều ý kiến về thời điểm khởi đầu của nghệ thuật hát chèo, sớm nhất là từ thế kỷ thứ tư trước công nguyên và cận đại hơn là vào thế kỷ thứ 14 cuối đời nhà Trần. Chèo thuộc thể loại sân khấu tự sự dân tộc, kể lại những câu chuyện qua sự kết hợp giữa âm nhạc, hát và múa. Một trong những điểm đặc sắc của nghệ thuật hát chèo là sự diễn tả khéo léo qua từng cử chỉ và động tác tinh tế. Trong các dịp hội hè ở đồng bằng miền Bắc Âu Lạc, người dân thường nao nức đón xem hát chèo. Những lời hát thấm nhuần màu sắc ca dao tục ngữ, trong bi ai có trào lộng, tràn đầy những phẩm chất bình dị, dân dã, nhưng không kém phần thâm thúy.
Vở chèo Tấm Cám dựa trên một câu chuyện cổ tích nổi tiếng của Âu Lạc, nói về Tấm và Cám, hai chị em cùng cha khác mẹ với tính tình trái ngược. Chuyện Tấm Cám tương tự chuyện cổ tích Cô Bé Lọ Lem của Âu Châu, được lưu truyền rộng rãi trong nhân gian, phản ảnh quan niệm ở hiền gặp lành và lòng khoan dung đối với kẻ lầm lỗi vì vô minh, cho họ cơ hội sám hối và sửa đổi. Trong kỳ phát hình trước, Tấm siêng năng hái được nhiều rau nhưng bị Cám gạt lấy hết nên tủi thân ngồi khóc vì biết lúc về nhà sẽ bị kế mẫu đòn roi. Để an ủi Tấm, Bụt hiện ra tặng cho nàng chú cá bóng mang về làm bạn. Một hôm, trong lúc Tấm đi chăn trâu xa, mẹ con Cám ở nhà hại chết cá bóng. Khi trở về, gọi mãi không thấy cá lên ăn cơm, Tấm biết người bạn thân thiết của mình đã gặp chuyện chẳng lành. Nên nàng buồn khóc, Bụt lại hiện lên, mách bảo Tấm tìm xương cá cho vào lọ đem chôn dưới chân giường. Đến ngày lễ hội, vì không muốn cho Tấm đi nên người kế mẫu đã trộn thóc gạo lẫn lộn để buộc Tấm phải ở nhà làm việc. Một lần nữa, Bụt lại hiện ra, cho chim đến lựa thóc gạo giúp nàng. Bụt cũng ban cho y phục và giày đẹp để Tấm đi dự hội làng. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi phần 2 vở chèo Tấm Cám của soạn giả Lưu Quang Thuận với sự góp mặt của các nghệ sĩ Quỳnh Mai trong vai Tấm, Thanh Hường trong vai Cám, Mai Hương trong vai mẹ Cám, Văn Quân trong vai Hoàng Tử, Anh Tuấn trong vai Chú Thìn, Xuân Hải trong vai Già Làng, Mai Trang trong vai Xoan, Huệ Liên trong vai Nụ, Kim Quế trong vai Mận, Mai Lan trong vai Điều, Kim Cúc trong vai Già Đa cùng các nghệ sĩ khác. Xin chào các bậc cao niên, chào các bạn hiền tuổi trẻ. Tôi là khách đường xa về quê dự hội, xin dân làng cho tôi bắn thử vòng son. Được, xin mời quý khách, mời quý khách. Xơi miếng chầu cánh phượng. Vâng. Quý khách qua đây ghé làng xem hội, dân làng xin gửi một miếng chầu thơm. Miếng chầu tem nhỏ giống hình chim phượng đang bay. Khen ai người khéo lựa bàn tay chắp lên cánh phượng trời mây mà vùng. Xem đua thuyền bơi chảy loa 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 loa
mời quý khách. Xin mời ra. Chú Thìn đâu? Dạ. Hãy dắt ngựa qua đây. Dạ. Đi. Ôi trời, bẩm hoàng tử, có chuyện gì vậy? Bẩm hoàng tử, sợ đâu có sợ lạ lùng. Này con ngựa trắng, nó phát khùng, nó lại phát điên. Đến cầu chẳng chi vừa bước ra lên. Ngày ta bé đã quen tuấn mã, nó qua gành vượt thác vẫn đi ngoan. Nay đến cầu xin con suối dịu dàng mà quỳ gối, hẳn có điều chi uẩn khúc. Ê dạ bẩm hoàng tử, hoàng tử băn khoăn con không đành dạ. Dạ suối nông lòng đá con thử xuống mò xem sao. Được, người hãy đi xem sao. Dạ vâng ạ. Chà, gớm chết, nước mắt quá. À, đây rồi. Hải theo chỉ thắm năm màu, nước xoay vướng cột chân cầu chẳng trôi. Ê, chà, bẩm hoàng tử, hải này chắc của một người, mãi chen xem hội là đánh rơi xuống cầu. Hải hoa rơi là chuyện tình cờ, nhưng sao tuấn mã lại quỳ bên suối? Sao bỗng chốc lòng ta bối rối? Chim trời cá nước biết tìm đâu. Ây à, dạ bẩm hoàng tử, hội tuy đông nhưng người chưa thể mất. Mà người có đi xa ấy, thì đã có vật làm tin. Dạ xin hỏi người tóc bạc cao niên, người đến hội thì làm sao tìm thấy được? Dạ bẩm hoàng tử, hải thêu nhỏ bé của riêng ai người ấy đi vừa. Hoàng tử cứ cho chú Thìn sướng loa, cho mọi người cùng đến đây ướm thử. Dạ nói phải. Chú Thìn đâu? Dạ. Hãy mượn loa truyền khắp hội nghe. Dạ. Đây có lẽ duyên trời run rùi, ta nguyện một lòng chấp mối tơ duyên với ai người ướm thử vừa chân. Nếu người đó vẫn chưa có nơi nào hẹn ước. Ây à, xin mời hoàng tử. Ây da, bẩm cụ cho con mượn cái loa. Loa. Mỗi các nữ nhân đi xem hồi, đến bên cầu thử chiếc hài theo. Nếu ai ước vừa chân thì người đó sẽ được trước và kinh làm bà hoàng tử. Loa. Chiếc hài nhỏ bé lên duyên, gái thanh tân quê cảnh một miền. Nào, xin mời các cô vào đây ướm thử. Bác ơi, bác xem thử hài đi bác. Dạ vâng, thế xin mời cô, mời cô. Úi giời, gớm chết, chân to quá, không vừa rồi. Vừa nào, cô khác nào. Bác ơi, bác cho em thử bác nhá. À, nào, xin mời cô. Vào thử đi. Ôi giời, gớm chết, chân lại bé quá, không vừa rồi. Cô khác. À, bác ơi. Sao thế bà? Bác à, cho cái cháu tí nhà tôi nó vào nó thử một tẹo. À, cô này có khi là vừa đây. Vào đây. Ôi dồi ôi, đẹp quá. Này con ơi, vào đây con. Con ơi, thực là duyên kỳ ngộ. Mẹ nuôi con chăm chút những ngày, hải kia mà thử đúng chân này, còn mẹ về kinh là vợ hoàng tử. Và thử hải đi vào hoàng tử. Này bác. Sao? Bác thử hài cho tôi đi. Ừ. Rồi về bẩm ngay với hoàng tử người biết. Chưa thử đã đòi bẩm. À này cô,
Thế cô cũng muốn thử hai à? Ừ. Dạ vâng, thế thì xin mời cô. Úi giời ơi, chân ơi là chân ơi. Mọi người trông kìa. Ai đúc bàn chân mắt cá. Cá lồi. Cá lồi. Ây ngon thì củ Âu ngón chìa vôi. Chìa vôi. Ngon thì móng sắc như dao nhọn. Dao nhọn. Ngon lại gồ lên tựa quá đô. Dạ bẩm cô, thế tôi hỏi khí không phải. Ngày xưa khi mang cô trong bào thai chắc bà nhà ăn nhiều lắm nhỉ? Sao chú biết? Ôi dồi ôi, chết thảo nào. Trong cái bàn chân cô nó cái nhẵn nhụi như là cái củ chàng gừng. Thôi, bắt thử hài cho tôi đi. Ờ, thử thì thử. Anh hai, có tất cả bà con thập mục sở thị nhá. Cái bàn chân này đúng là cái bàn chân ba bị chín quai. Này con ơi, chân to quá hay là bé quá? Ê, dạ bẩm cụ, to thì nó cũng chẳng to, mà bé thì nó cũng chẳng phải là bé. Chỉ tội nó vừa không là không vừa. Nào con cô nào vào thử tiếp nào. Này bác lính hầu ơi. Sao? Hay là bác? Sao thế? Cười duyên kìa. Bác cho em ướm thử. Ui giời. Ui giời ơi. Thế em cũng muốn thử hài. Dạ vâng. Thế thì xin mời cụ. Mời cụ mà cụ. Ôi trời ơi, chết, cụ ơi. Xin cụ quặp cái ngón chỉ thiên chỉ địa này xuống cho con nhờ. Quặp đi. Quặp xuống này. Nào quặp. Quặp. Thôi, không quặp cũng thử nhá. Nào, thử. Này chị thử này. Thôi. Úi giời. Bác làm gãy chân tôi rồi. Gớm chết, sướng chưa? Gớm chân thì như cái củ chuối ấy. Thấy người ta thử đòi thử. Ê, dạ bẩm cụ, mời cụ vào thử tiếp, rồi về làm cụ cố của hoàng tử. Ôi, cố hoàng tử. Nào, con cô nào vào đây thử nào, cô kia vào đây. Con chị Tấm nó ra. Các cháu, Tấm nào? Xem Tấm đâu, đi tìm cái Tấm về đây. Dạ vâng ạ. Mẹ ơi, con Tấm, con Tấm kìa mẹ. Dạ, con chào già. Tấm ơi, con vào thử hài đi con. Sao nó đến hội sớm thế nhỉ? Mà quần áo đẹp nó lấy ở đâu ra? Phen này về thì... Hài của tôi đánh rơi xuống nước. Bây giờ tôi ướm phải vừa chân. Bụt ơi, lòng con bối rối trăm phần. Hài ướm đúng rồi ra làm sao nữa? Nào vào thử hài đi cô. Con vào thử hài đi. Con vào thử đi. Ôi dào ơi. Sao thế? Chuông Khánh còn chẳng ăn ai. Ui giời. Nó là mảnh chính. Vứt ngoài bà chị. Vứt ngoài bà chị. Cái bà chị vào thử đây. Con không sợ gì cả. Con cứ vào thử đi con. Dạ vâng ạ. Mẹ. Thôi đi về. Đi về thôi con. À, vừa rồi. Dạ ơi, hài của con đánh rơi đấy. Con còn có cả đôi cơ. Có cả đôi nữa kìa. Cụ ơi, cháu nó còn có cả đôi nữa đấy cụ ạ. Có cả đôi nữa. Ây này bà con, thế à, bà con có biết là người bắn ba phát trúng vòng son là ai không? Là ai? Là hoàng tử đấy. Hoàng tử đấy. Hoàng tử đến. Ở đây hoàng tử đến rồi đấy. Trong buổi mới chưa tường tên họ, tuổi bao nhiêu thân thích hãy còn ai. Người mắt trong như suối tóc mây. Dài chẳng hay đã cùng ai mà
cấm. Hoàng tử hỏi, con ra trả nhời hoàng tử đi con. Trả lời hoàng tử đi chị Tấm. Dạ, thưa hoàng tử, em là Tấm, ở làng Mai Hẻo Lánh. 18 xuân cha mẹ mất từ lâu, phần mồ côi mưa nắng dài. Vẫn chưa làm dâu vua đã được 4 tuần chăng? Mẹ con ta ở xó quê làng, ngày 3 bữa cơm ăn khó nuốt. Con tức ghen mặt mày ủ rột, nhưng mẹ đây, nhưng lòng mẹ đây mới thực lửa đốt dầu sôi. Hôm nay ngày giỗ bố nó, ta đợi nó về đây, ta sẽ... Mẹ ơi, chị Tấm con về rồi đây này mẹ à. Thế à, đưa chị con vào đây, đưa chị con vào đây. Dạ, con chào dì ạ. Kìa Tấm, dì mong mãi, cứ tưởng con không về. Thế hoàng tử đâu con? Dạ thưa dì, hôm qua chàng đi về thấy người không được khỏe, chàng sai quân lính đưa con về hỏi thăm dì và em. Thế nào, dì và em có được mạnh khỏe không ạ? Khỏe. Chú Thìn. Dạ. Đưa lễ vật vào đây. Tấm này, hôm nay nhân tiện về cúng dỗ, con cứ ở lại chơi với dì và em 2-3 hôm cho nó phải đạo con ạ. Dạ. Mà con cứ bảo quân lính tạm trở về kinh, 2-3 hôm bảo họ đến đón con cũng được. Dạ vâng ạ. Chú Thìn. Dạ. Chú hãy ra ngoài cho anh em quân lính tạm trở về kinh và bẩm với hoàng tử rằng ta ở lại quê 3 hôm nữa đến đón ta cũng được. Ấy dạ nhưng mà... Thôi chú đi đi. Dạ vâng ạ. Kìa các con, các con hãy mau vào sửa soạn mà cúng dỗ cha cho sớm, rồi đêm nay
hai chị em còn tha hồ mà trò chuyện. Đi vào nhà đi các con, vào nhà đi các con. Dạ vâng ạ. Nó hỏi thăm tôi ở nhà có khỏe. Trông nó tươi xinh như nụ đào mới hé, mà lòng ta dường như muối sát kim đâm. Con ơi, gì con đây vẫn khỏe như hùm, chân bước không run, kín lời ngọt nhẽ. Bốn phía vườn sâu quạnh quẽ, mà ta đây gan ruột nóng bừng. Dập bã dầu, rồi mọi việc sẽ kín như bưng. Khấn tạ mười châu quỷ thần chứng giám. Mẹ ơi, ngày giỗ cha con hôm nay cần mời những ai hả mẹ? Mời làm gì? Hôm nay con tấm đồ về cúng giỗ, cửa nhà càng vắng càng hay. Xe chỉ thăm giếng trong ơi, tấm đã về đây. Xưa mình rơm thân cỏ đọa đầy, nay hạnh phúc hoa cài trên mái tóc. Về với quê nhà dân làm sao được. Có việc gì mà dì mắng em con thế ạ? Tấm này đĩa dầu cúng còn tềm rất khéo. Dạ. Nhưng còn cau, còn cau thì dì chừa ưng lòng. Còn hổ em chảy lấy cau non, ngoài bờ ao có một buồng sai chiếu quả. Kìa Cám, làm sao em khóc? Chị Tấm ơi, em trèo cau bị ngã. Sao? Cả nhà chỉ có chị trèo quen, nhưng bây giờ chị như ngao cùng sim. Người xinh đẹp trèo cau e cũng khó. Cám ơi, khó gì mà khó, thường cha về cúng dỗ đâu quản ngại trèo cao. Dì ơi, con chảy cau bờ ao, dì đợi con một lát nhé. À, Tấm này, dạ. Con cởi xiêm áo mà trèo cho gọn con à. Dạ vâng ạ. Thân cau mình trắng mốc, lòng ta ai dễ lường. Nó trèo cao chót vót, cho nó ngã ao sâu. Mẹ ơi, nhỡ dân làng người ta biết thì sao hả mẹ? Ai vào đây mà biết được. Nó có thác đi thì mẹ con ta mới mở mày mở mặt ra được. Con sẽ về làm dâu nhà vua, còn mẹ sẽ làm nhạc mẫu ông hoàng tử. Hai mẹ con ta tha hồ mà sung sướng. Không, mẹ ơi, con xin mẹ. Buông ra. Mẹ, con buông mẹ. Ra. Mẹ. Dì ơi, dì làm gì rút câu thế hả dì? Dì đợi
khởi kiến cho con đấy mà. Dì ơi, dì ơi, dì. Xong rồi, nó tác xuống ao, nước xoay gió thổi lao sao lá vàng, nước trào sủi bọt đã tan. Mưu sâu ai biết, việc làm ai hay. Mẹ ơi, thế bây giờ làm thế nào hả mẹ? Ta sẽ vớt nó lên chôn vào buổi tối. Mẹ con ta mai sớm vào kinh, nói thác ra nó bị cảm chết thình lình. Mẹ, tình cốt nhục, đưa em vào thay thế chị. Xong đời mày, xong đời mày, trong nước lạnh ao sâu, trong nước lạnh ao sâu kia, kia kia kia. Cam đầy hoa thơm này ngát mùi, cam đầy hoa thơm này ngát mùi. Mà để ông đi hoàng, mà để ông hoàng nâng nâng niu. Ngày xiêm áo đi mài đi sớm, ngày con cám đi thầy con tâm. Trước đi thần cao tay, thật kín đi nhé, ai hay, ức hư ai hay. Vào xa.
đàn liêu Hoàng tử đi trên núi Lạc Dương, con lấy ngựa đuổi theo có kịp chàng không? Mẹ ơi, con vừa tới nơi thì gặp đúng lúc hoàng tử người trở về. Vậy con đi về cùng chứ? Không, mẹ ơi, trên lối về song song hai ngựa ấy. Tam dặm mi trường chàng chỉ ngước trong mây, tủi lòng con đi khuya sớm giữa nay duyên hờ. Còn cứ bền tâm vững chí, lâu ngày thì gỗ đá cũng phải siêu. Huống chỉ còn nhan sắc yêu kiều, con phải biết chất dâm vào cho lửa bén. Hôm nay trời nắng, hoàng tử đi dạo một vòng quanh hồ, chắc sẽ về ngồi đây thổi sáo. Cứ nghe lời mẹ, con cứ vào trang điểm cho người đẹp như tiên nga, rồi ra hỏi han hoàng tử. Con cứ làm như hôm qua, hôm kia ấy con ạ. Nhưng chàng cứ lạnh lùng, tủi thân con lắm. Khờ như con thật là hiếm có. Tao mà còn xuân xanh như mày ấy à, thì một ông hoàng tử chứ mười ông hoàng tử tao cũng phải làm cho chết mê chết mệt đi ấy chứ lị. Mẹ, thôi đi vào trang điểm đi con. Vào trang điểm đi con. Vâng ạ. Chú Thìn. Dạ. Chú đi đâu đấy? Dạ bẩm bà cố, con đi tìm hoàng tử về để thổi sáo cho người nghe đỡ buồn đấy. Thế hoàng tử vẫn buồn à? Dạ vâng, người quân tử mà mặt ủ mày trâu, đến đá trông thấy cũng phải thương tình. Dạ bẩm bà cố, sáng nay con phải dậy sớm để làm trò cho hoàng tử xem đỡ buồn đấy. Thế chú làm cái trò gì? Con làm cái trò khỉ sơi dầu thuốc. Chú Thìn. Dạ. Các món ta nấu cho chú bưng hầu hoàng tử chiều qua, chú có thấy người dậy thế nào không? Các món con xem ra thì món nào cũng ngon, mà con là con thích nhất cái món món rán. Thế hoàng tử người dậy thế à? Dạ không. Vậy sao chú biết? Dạ con ăn mà lại. Nhà chú dám à? Ta sẽ vào tông ngay với hoàng tử. Dạ bẩm bà cố, chả là thế này. Hoàng tử người không ăn, ngài bảo con sơi đấy chứ. Và lại các món nấu ra tốn biết bao nhiêu là công là của, đến con mà cũng còn chê nữa thì cứ mà phí của giời. Chú Thìn. Dạ. Hoàng tử là con rể ta. Đúng. Ta phải chăm nom cho người ăn uống. Phải. Còn nhà chú. Dạ. Lựa lời mà nói với ta, nghe chưa? Dạ vâng. Ôi trời ơi, đúng là cái đồ khỉ sơi dầu thuốc. Ôi trời, chết. Còn con gái nữa kìa. Gớm chết. Ông áo nghèo. Ôi trời ơi, chết. Lại còn làm duyên làm dáng. Được rồi, để tôi trêu cho con một trận cho nó bó tức nhá.
tử ơi áo đậm đi ấy mấy sao thế mà mưa sao đi ơi mưa áo ý ơi đậm ấy mấy sao thế mà mưa sao chàng ý ơi như ơi thế mà này chàng như bếp lửa ấy ơi Người ngồi đây làm gì? Ây à, dạ bẩm cô, tôi ngồi đây thổi sáo cho hoàng tử trong kia ngài nghe đấy ạ. Ta hỏi, người ngồi đây làm gì kia mà? Dạ, thổi sáo xong rồi tôi mang áo ra hồ tôi giặt. Sao ngươi lại dám mặc áo của ngài? Ô hay, thế cầm áo của hoàng tử trên tay, không mặc vào thì vứt nó xuống đất à? Mà để áo của ngài rơi xuống đất là khiếm lễ với ngài đấy. Ngươi dám ngạo mạn, làm cho ta lầm tưởng là hoàng tử. Gớm chết, trong tôi râu ria thế này này có người lầm tưởng là hoàng tử mới chết chứ nhỉ. Dạ bẩm cô, chẳng qua là vì cô quá lặng lòng yêu thương hoàng tử cho nên cô trông gà hóa phượng đấy thôi. Dạ xin phép cô cho tôi đi giặt áo. Khoan đã, ngươi đi làm việc khác, đưa áo đây cho ta giặt và nhớ bẩm ngay với hoàng tử là chính tay ta đã giặt áo cho chàng. Nghe chưa? Vâng. Úi giời, không chết. Chân tay ấy thì giặt chú cái quái gì, không khéo lại nhúng qua được nước chứ giặt gì. Thích giặt á, cho đi mà giặt nhé. Quý vị vừa thưởng thức phần 2 vở chèo Tấm Cám của soạn giả Lưu Quang Thuận với sự góp mặt của các nghệ sĩ Quỳnh Mai trong vai Tấm, Thanh Hường trong vai Cám, Mai Hương trong vai Mẹ Cám, Văn Quân trong vai Hoàng Tử, Anh Tuấn trong vai Chú Thìn, Xuân Hải trong vai Già Làng, Mai Trang trong vai Xoan, Huệ Liên trong vai Nụ, Kim Quế trong vai Mận, Mai Lan trong vai Điều, Kim Cúc trong vai Già Đa cùng các nghệ sĩ khác. Kính mời quý vị đón xem phần kết vào thứ năm tuần sau trên truyền hình Vô Thượng Sư. Cảm tạ quý khán giả đã cùng xem chương trình Văn Nghệ Thiên Cung hôm nay. Xin quý vị và các bạn giữ làn sóng truyền hình Vua Thượng Sư. Tiếp theo đây là lời pháp cam lồ. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn tái ngộ vào tuần sau. For more details, please visit www.suprememastertv.com/EE.